Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Mình dẫn cái bô dâm lớn lên đây. Hôm nay mình like vì câu chuyện tiếp tục về vấn đề súng ống đạn dược trên đất Mỹ. Các bạn đã... Anh chị, các bạn thấy cái vấn đề mà ở Mỹ nó bắn giết nhau á, thì câu chuyện thương tâm ở tại Texas đã làm thiệt mạng 21 người, trong đó có 19 trẻ em và 2 người lớn. Câu chuyện phải nói là rất là thương tâm. Cái nước Mỹ nó sống nhờ súng đạn. Các bạn biết cái ngành súng đạn của Mỹ nó rất là lớn. Từ thời ông Reagan nó đã tìm cách nó triệt hạ rồi. Tại ông bị ám sát 3 lần mà ông chết. Rồi những cái cận vệ của ổng nó bị ám sát, đứng ra nó đỡ đạn cho ổng, rồi nó bị paralyzed, giống như là liệt, ngồi xe lăn luôn. Cái ông Brad, ổng tên là Bradley, ổng ra cái ổng đi campaign cho cái luật để chống vấn đề mà tự do súng ống đạn dược, nhưng cũng không nổi. Thì gần đây các bạn thấy những cái vấn đề mà súng ống, thì hôm nay mình cũng theo dõi thị trường chứng khoán, tại vì mình hàng ngày mình sống, mình kiếm tiền ở trên mạng theo cái dõi cái thị trường chứng khoán, anh chị các bạn. Cho nên giờ này là nó hết cái giờ giao dịch rồi, cho nên mình khi ngồi xem tin tức mình thấy những cái câu chuyện rất là hay, chia sẻ về với quê hương như anh chị các bạn. Khi nào mà con số nó xanh hết như vậy á là mình kiếm được người chiền. Khi nào con số mà nó đỏ là lúc đó mình ngồi mình hơi buồn một chút. Nhưng mà trong cái thời kỳ kinh tế này thì nói chung thì mình biết khéo léo một chút, gọi là short sell. Nhưng mấy hổm nó lên mạnh quá thì mình bán nó bớt đi, rồi nó xuống bắt đầu mình chờ lúc mà nó xuống quá thấp thì mình mua vô. Cứ từ từ mà sống, kiếm cơm cuộc sống nó vậy thôi. Cho nên là mình cập nhật thông tin, mình chỉ theo dõi trên mạng báo chí truyền thông để chia sẻ về với quê hương cũng như một số anh chị các bạn bận rộn cuộc sống mà mình không có cập nhật được tin tức. Các bạn thấy cái vụ mà nó bắn súng hôm bữa tại Texas mà nó làm cho thị trường súng ống đạn dược của Mỹ tăng, mấy thằng này các bạn thấy nó hái ra tiền không? Nó tăng 8.4%. Cái thằng Smith & Wesson, các bạn biết cái thằng này là súng của nó rất là đắt, tại vì cái này là cái brand name, cái hàng hiệu, cái tụi này súng của nó chế rất là tốt. Đây, ngon, xã hội Mỹ ghê á. Bởi vì súng ống đạn dược và bên mấy cái công ty mà sản xuất khác nha, nó có một số công ty, nhưng mà cái thằng mà lên mạnh nhất là cái thằng Smith & Wesson. Thằng này lên 800.4%. Trong 2 ngày là có 19 đứa trẻ và 2 người lớn, 2 người thầy giáo bị thầy giáo cô giáo bị giết chết. Các bạn thấy ghê không? Mỹ mà, anh chị có bạn biết chuyện súng ống nó muôn thuở. Nhiều khi các bạn sống ở trong nước hay là một số người ta bận rộn cuộc sống, người ta không có theo kịp, người ta không nhìn thấy. Chứ mẹ, ở Mỹ thì khiếp lắm. Bởi vì nếu mà nói mà ở Mỹ mà sống trong những cái thành phố đô thị, những cái tiểu bang như Ohio, Detroit rồi, trời ơi, mấy cái tiểu bang đó, thành phố đó các bạn biết nó cũng khiếp lắm. Thì mình live stream để cho các bạn thấy về cái mô hình xã hội ở Mỹ về vấn đề súng ống. Nó giết 19 mạng, 21 mạng mà thị trường chứng khoán nó lên nó ghê không? À. Bên cái ngành súng ống đó, nó chế súng ống đạn dược. Bởi vì khiếp lắm. Xã hội Mỹ hồ mai lấy giữ muôn màu, muôn mặt, muôn hình, muôn vẻ. Không có gì mà phải lo sợ cả. Thì Mỹ nó là hiệp chủng Hoa Kỳ, mà ai tới thì cứ lo sống mà biết lo làm ăn, kinh doanh.
không có đua đòi, biết cần kiệm, rồi hướng về với quê hương tổ quốc thôi. Chứ lên trên mạng này mà gọi là nói rằng là người này giàu, người kia nghèo thì chàng ơi, anh chị các bạn à, ở đất Mỹ này ai cũng phải mưu sinh kiếm tiền, kiếm sống hết. Chứ đâu phải tự nhiên rồi ở trên trời nó rớt xuống đâu. Cái xã hội Mỹ mà, anh chị các bạn biết, cuộc sống phải mưu sinh. Mình thấy cái gì hay mình chia sẻ về với quê hương. Anh chị các bạn thấy đó. Các bạn thấy cái xã hội bây giờ Việt Nam hay ở Mỹ, nó cũng ở đâu nó cũng có những cái nan đề của nó. Thôi thì mình dừng lại ở đây. Mình xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Mấy chạy bi mình để đâu ta? Chiều dài của cái nhà này các bạn biết, nếu mà tính con mình nó chạy xe đạp trong nhà còn được đó nha. Ok, bye bye. Bye.